Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 7 tháng 11, vị trí tâm bão Jinxing ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Bão Jinxing đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 5 đến 10 km/h. Trước đó, trưa ngày 6 tháng 11, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những thông tin ban đầu về cơn bão Jinxing. Dự báo khoảng ngày 8 tháng 11, nhiều khả năng bão đi vào khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong mùa mưa bão năm nay, ông Tuấn nhận định. Cũng theo ông Tuấn, khi đi vào vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, bão ở cấp 12 đến 13. Khi vào Biển Đông, bão có khả năng tác động của không khí lạnh, nhiệt độ bề mặt nước biển giảm và môi trường cũng thay đổi. Do đó, cường độ cơn bão cũng thay đổi, đặc biệt khi đi vào khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, cấp 7, từ đêm ngày 7 tháng 11, tăng lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua, cấp 11, 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4 đến 6 mét, vùng gần tâm 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết máy bay quân sự rơi tại huyện Tây Sơn. Hai phi công nhảy dù ra khỏi máy bay và hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai phi công này. Chiều ngày 6 tháng 11, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết vào sáng cùng ngày, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không, Không quân tổ chức bàn bay huấn luyện ngày tại sân bay Phủ Cát, tỉnh Bình Định với máy bay YAK-130 số hiệu 210D, bay bài 208, bay đường dài, không vực xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Do Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng, bay buồng trước và Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay, bay buồng sau. Đây là chuyến bay đợt 3, là chuyến thứ 2 của phi công buồng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 55 phút đến 10 giờ 38 phút. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cho chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Quân chủng phòng không Không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của quân khu 5 và các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cấp cứu mặt đất và trên không. Thông tin thêm về vụ việc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết máy bay quân sự rơi tại huyện Tây Sơn. Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm hai phi công. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập sở chỉ huy lâm thời triển khai lực lượng thường trực phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án và bắt giữ bà Lê Thị Mỹ Châu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group, nổi danh với chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu. Bà Châu bị cáo buộc tội đưa hối lộ, trong khi hai đối tượng khác là Lê Quốc Kháng và Lê Nguyễn Hoàng Nam bị bắt với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được biết, thông qua biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện bà Mỹ Châu, chủ hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu, có hành vi móc nối với ca sĩ Quốc Kháng để nhờ ca sĩ này chạy án. Mục đích của những người này là chạy để tại ngoại cho một bị can đang bị Phòng Cảnh sát Kinh tế khởi tố, bắt tạm giam. Giá mà ca sĩ Quốc Kháng đưa ra cho vụ chạy tại ngoại này là 9 tỷ đồng. Nam ca sĩ tự giới thiệu là cháu của các đồng chí lãnh đạo, trong đó bà Châu đã chuyển 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Quốc Kháng thông qua Lê Nguyễn Hoàng Nam nhờ giúp chạy tại ngoại cho bị can. Theo đó, Nam đề nghị Quốc Kháng đưa trước một khoản tiền để chi phí và phải ký hợp đồng với luật sư do Nam chỉ định với giá 200 triệu đồng. Quốc Kháng đồng ý với Nam và tự hứa hẹn với bà Mỹ Châu là bị can sẽ được thả trong vòng một tuần. Bà Mỹ Châu đã hai lần đưa trước cho Quốc Kháng 7 tỷ đồng trong tổng số tiền 9 tỷ đồng mà hai bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất lời hứa, Kháng chỉ đưa cho Nam 450 triệu đồng và giữ phần lớn số tiền để tiêu xài cá nhân và giải quyết nợ nần. Sau đó, Quốc Kháng có dấu hiệu bỏ trốn, chặn mọi liên lạc với bà Mỹ Châu. Khi Kháng bỏ trốn, hành vi lừa đảo bại lộ dẫn đến việc bắt giữ cả bà Châu cùng đồng phạm để điều tra. Đến nay, Công an TP.HCM đã khởi tố 3 người có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của ca sĩ Quốc Kháng khẩn trương liên hệ tại đơn vị này, gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức để trình báo.
Chiều ngày 4 tháng 11, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và 47 đồng phạm giai đoạn 1 nhằm xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ án này. Trong buổi sáng, hội đồng xét xử đã hoàn tất thủ tục và tóm tắt bản án sơ thẩm dài hơn 300 trang. Và buổi chiều, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn các bị cáo, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là một trong những người đầu tiên được hỏi. Tại phiên tòa, bà Lan nhiều lần khóc nghẹn, khiến các thành viên trong hội đồng xét xử phải nhắc nhở bà bình tĩnh. Bà Lan không kêu oan mà bày tỏ mong muốn tòa xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình, cũng như các đóng góp cho xã hội, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt. Khi được hỏi về việc sử dụng tài sản của ngân hàng SCB, bà Lan phủ nhận cáo buộc chiếm đoạt tiền và cho biết đã cho SCB mượn tài sản cá nhân nhằm tái cơ cấu ngân hàng này. Bà cũng khai rằng gia đình bà có nguồn tài chính trước năm 1975 khi gia đình bà còn kinh doanh tiểu thương tại chợ Bến Thành, sau đó mở rộng sang ngành mỹ phẩm và bất động sản từ năm 1992. Ngoài bà Lan, bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái của bà Lan cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với tội danh tham mô tài sản. Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Vân 18 năm tù. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vân trình bày rằng mình chưa bao giờ lợi dụng chức vụ để trục lợi và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cũng cho biết đã tác động gia đình nộp 2,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đồng thời có một số tình tiết giảm nhẹ mới. Bản án sơ thẩm xác định rằng các tài liệu đứng tên Trương Huệ Vân đều thuộc sở hữu thực tế của bà Trương Mỹ Lan, người đã nuôi nấng bị cáo từ nhỏ. Do đó, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các tài sản này để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án. Tại phiên tòa, bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét giải tỏa kê biên, trả lại các tài sản đứng tên mình vì cho rằng đây là tài sản riêng do bà nội tặng cho và không thuộc sở hữu của bà Lan. Ngoài ra, bà Lan cũng mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo để họ có cơ hội làm lại cuộc đời vì các đồng phạm chỉ phạm sai lầm trong quá trình cứu SCB. Sau khi trình bày những nội dung liên quan đến vụ án, bà Lan mong muốn đang bị kê biên phong tỏa trong quá trình điều tra. Cụ thể, bị cáo xin tòa giải tỏa hai căn nhà trên đường Trần Cao Vân và Lê Lợi, quận 1 vì đây là tài sản mẹ của bà cho riêng Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, không liên quan vụ án. Đồng thời, bà cũng xin giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ trên đường Võ Văn Tần, quận 3. Điều này được bà Lan trình bày rất nhiều tại phiên tòa sơ thẩm. Bị cáo nói đây là tài sản riêng của gia đình, có giá trị lớn về mặt văn hóa, di sản. Ngoài ra, bà đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa tòa nhà số 19-25 Nguyễn Huệ, quận 1. Nữ bị cáo nói xin đây là tài sản này để cho thuê, lấy tiền tu sửa biệt thự trên đường Võ Văn Tần vì nhiều năm nay SCB không thanh toán tiền thuê nhà. Ngoài ra, bà cũng xin lại căn nhà số 78 Nguyễn Huệ, quận 1 vì đây là tài sản mua cho con gái và xin lại một du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô đang bị kê biên trong quá trình điều tra vụ án. Ngoài ra, bà Lan xin lại hàng loạt tài sản như sổ tiết kiệm, các bất động sản làm trụ sở Vạn Thịnh Phát vì được tạo lập trước khi bà tham gia tái cơ cấu SCB.